Ở đây mình có cái máy Canon 6230, nó đang gặp tình trạng như thế này. Ví dụ mình in một mặt thì máy in bình thường, nhưng mà in hai mặt thì nó có vấn đề. Bây giờ mình thử in một mặt test cho bạn xem nhé. Rồi, máy đang in một mặt. Đó, một mặt thì máy in ra bình thường. Bây giờ mình sẽ test in hai mặt. Máy đang in hai mặt. In hai mặt, in mặt đầu thì bình thường khi mà nó rút vô. Khi in hai mặt thì nó gặp tình trạng như thế này, nó bị nghẹt giấy. Đây. Nghẹt giấy phía sau này. Nghẹt giấy ở vị trí này. Thì các bạn nếu mà bị nghẹt giấy khi tình trạng bị in hai mặt mà vị trí này, các bạn làm thêm mình nha. Tắt nguồn đi. Lấy giấy ra. Do là cái máy này nó in một mặt nó ra rồi, nên là từ đây đi về trước thì nó không bị kẹt. Mình nghi nó sẽ bị kẹt ở dưới này. Rồi bây giờ mình tiến hành kiểm tra nha. Mình sẽ tháo cái khay sau này ra. Để tháo thì chúng ta dùng một cái tô vít dẹp. Ta khạy vô cái vị trí này, nó có một cái lấy, gạy ra. Vừa khạy vừa rút ra. Đó. Đây là cái khay phía sau. Rồi đây là đường kiểm tra, đường đi của giấy nè. Đây, bạn thấy cái con thằn lằn này, nó bị chết trong này nè. Đó, khi mà giấy lên và nó đảo xuống dưới này, nó sẽ đi vô trong này để nó lấy giấy ra. Chúng ta gắp nó ra. Rồi, chúng ta kiểm tra xem nó còn cái gì trong này không. Rồi, có thể cái vấn đề nghẹt giấy đã được khắc phục. Rồi, bây giờ mình ráp vô mình in thôi. Chúc các bạn thành công nha. Đó, có hai trường hợp. Một là nó nghẹt dưới này. Hai là nó nghẹt ở trên này. Có thể là thằn lằn nó vô đây này. Những cái đường giấy đi thì nó sẽ bị cản lại. Thì các bạn, chúng ta tháo những cái vật cản ra.